Minh Thư xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn đang đến với kênh Thực Dưỡng Mỗi Ngày. Khổ qua hay còn gọi là mướp đắng là một loại thực phẩm quen thuộc và được chế biến thành nhiều món ăn ngon. Hôm nay trong video này, Minh Thư xin giới thiệu đến quý cô bác, anh chị và các bạn cách nấu món canh khổ qua chay đơn giản nhất và lại vô cùng ngon miệng cho mâm cỗ cúng tất niên cuối năm. Với những nguyên liệu đơn giản nhất, chúng ta sẽ dễ dàng nấu được một tô canh khổ qua chay ngon. Xin mời quý cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp và tham khảo cách nấu món canh khổ qua chay của Minh Thư ngày hôm nay nha. Đây là toàn bộ nguyên liệu của món ăn này, Minh Thư sẽ để trên màn hình để cả nhà mình tiện theo dõi. Minh Thư dùng ở đây là 500g khổ qua, thêm vào đó là 400g đậu hũ trắng, loại đậu hũ cứng chứ không phải là loại đậu hũ non nhé cô bác anh chị. Thêm vào là 5g nấm mèo khô, rồi mang đi ngâm nước cho nở. Thêm một lọng bún tàu nhỏ khoảng là 30g, một đầu trắng bơ rô và một ít ngò rí để mình nêm nếm. Nguyên liệu rất là đơn giản như vậy thôi, không cần chuẩn bị những nguyên liệu cầu kỳ. Bún tàu thì Minh Thư đã ngâm nước cho nở ra rồi, giờ Minh Thư sẽ vớt ra và để ở đây để cho nó ráo nước. Tiếp theo với đậu hũ thì Minh Thư sẽ cho ra một cái túi lọc như vậy và Minh Thư sẽ vắt cho nó ráo nước. Đậu hũ thì Minh Thư đã luộc sơ qua với nước muối rồi, giờ Minh Thư sẽ vắt để cho ráo hết những cái nước ở trong đậu hũ của chúng ta. Món này chúng ta dùng đậu hũ cứng, chứ mình không có dùng loại đậu hũ non nhé cô bác anh chị. Cho vào trong một cái túi lọc hoặc là một cái miếng vải, rồi mình vắt cho thật là ráo nước ở trong đậu hũ để mình làm cái nhân của chúng ta nó được khô ráo và nó được kết dính tốt hơn. Do là đậu hũ Minh Thư đã luộc qua với nước muối nữa, cho nên là đậu hũ của chúng ta nó ngấm nhiều nước lắm. Mình mà đem làm luôn á thì không được đâu, phải vắt cho nó thật là ráo nước. Đó, vắt như thế này là được nè cô bác anh chị. Ra rất là nhiều nước luôn nè. Bây giờ thì Minh Thư sẽ cho hết đậu hũ đã vắt ra một cái thau lớn như vậy. Lúc này đậu hũ của chúng ta đã rất là ráo rồi. Tiếp theo, để cho nhân của chúng ta được kết dính tốt và ngon hơn thì bây giờ Minh Thư sẽ mang đậu hũ này và mình đi quết. Minh Thư sẽ dùng chày và giã đậu hũ của chúng ta cho thật là nhuyễn mịn và quết ở đây trong vòng từ 5 cho đến 10 phút. Chỉ cần là giã để cho đậu hũ của chúng ta nó nhuyễn mịn là được rồi, không cần quết kỹ lắm. Hoặc là nếu cô bác anh chị và các bạn mình không có thời gian thì có thể là cho vào cối xay rồi mình xay cũng được. Rất là nhanh luôn, chỉ cần giã quết khoảng chừng 5 phút với là đậu hũ của chúng ta nó đã nhuyễn mịn như vậy là được nè cô bác anh chị. Tiếp theo, giờ Minh Thư sẽ đi sơ chế khổ qua của chúng ta. Khổ qua thì Minh Thư sẽ cắt bỏ một ít cái phần cuốn và phần đầu đi, rồi sau đó Minh Thư sẽ cắt thành từng khúc vừa ăn. Cắt thành từng khúc vừa ăn như vậy thì khi sử dụng phần nhân của chúng ta nó sẽ được nguyên vẹn. Chúng ta không cần phải xắn khổ qua ra làm nhiều khúc và phần nhân nó sẽ không có bị vỡ nát. Nó sẽ giữ được cái độ nguyên vẹn và đẹp mắt hơn. Sau khi cắt thành từng khúc vừa ăn rồi, giờ Minh Thư sẽ dùng một con dao hoặc là dùng cái cán muỗng. Mình sẽ moi bỏ hết cái phần ruột của khổ qua đi. Sợ đắng thì mình moi kỹ ruột, bỏ hết cái phần ruột đi thì khổ qua của chúng ta nó cũng giảm bớt được độ đắng. Lần lượt như vậy là Minh Thư sẽ moi cho hết những cái khổ qua của chúng ta nhé. Moi ruột khổ qua như vậy rất là dễ. Lần lượt là Minh Thư sẽ moi hết ruột những trái khổ qua của chúng ta nhé. Đây là Minh Thư đã moi xong hết rồi nè cô bác anh chị. Tiếp theo với đậu trắng bơ rô, giờ Minh Thư sẽ đi sắt thành từng lát mỏng. Sắt xong thì Minh Thư sẽ chia ra một nửa. Minh Thư sẽ để một nửa cái cọng đậu trắng bơ rô để riêng ra. Còn một nửa cái cọng hơi xanh một chút thì giờ Minh Thư sẽ đi băm nhuyễn. Món này có bơ rô vô thì nó sẽ thơm ngon. Nếu mà cô bác anh chị và các bạn mình không có mua được bơ rô thì chúng ta có thể thay bằng hành tây cũng được. Băm nhuyễn xong thì giờ Minh Thư sẽ để riêng hai phần bơ rô này ra.
Với mộc nhĩ thì Minh Thư đã mang đi ngâm nước cho nở rồi. Mộc nhĩ thì Minh Thư chỉ ngâm nước bình thường thôi, mình sẽ không có ngâm nước nóng thì nó sẽ không có tốt cho sức khỏe. Ngâm khoảng chừng 15 phút là mộc nhĩ của chúng ta nó nở ra. Giờ Minh Thư sẽ mang đi sắc thành từng sợi nhỏ. Sắc xong thì Minh Thư cũng để riêng ra. Giờ Minh Thư sẽ cho bún tàu đã để ráo nước vào trong cái thau đậu hũ. Bún tàu này thì cô bác anh chị và các bạn mình nhớ là mình hãy cắt cho nhỏ ra nhé. Cho luôn nấm mèo và bơ rô đã băm nhuyễn vào luôn. Rồi Minh Thư sẽ nêm tiếp gia vị vào trong này. Minh Thư sẽ nêm là một muỗng cà phê muối. Minh Thư dùng là loại muối hồng đó cô bác anh chị. Tiếp theo là Minh Thư sẽ cho vào nửa muỗng cà phê tiêu hạt xay. Rồi gia vị thì Minh Thư chỉ cho đơn giản như vậy thôi. Giờ thì Minh Thư sẽ trộn đều lên. Minh Thư mang bao tay vào rồi mình trộn cho nó dễ. Đầu tiên là Minh Thư sẽ bóp và Minh Thư trộn đều nguyên liệu của chúng ta lên trước. Bóp để mình dễ trộn cái phần đậu hũ và bún tàu vào với nhau. Sau khi trộn để đậu hũ và bún tàu đều vào với nhau rồi, giờ vừa trộn vừa bóp thì Minh Thư sẽ vừa nhồi để cho đậu hũ của chúng ta nó kết thành một khối dẻo mịn. Nhồi thì cũng nhanh lắm đó cô bác anh chị, không có lâu đâu. Mình nhồi để cho đậu hũ của chúng ta nó kết thành một khối dẻo thì tí nữa nhân của chúng ta nó sẽ chắc chắn. Chứ nếu mà mình không có nhồi đậu hũ thành một khối dẻo mịn thì tí nữa nhân của chúng ta làm xong nó sẽ bị rời rạc, nó không có ngon. Do hồi nãy là Minh Thư đã quết đậu hũ trước rồi, cho nên là mình chỉ nhồi khoảng chừng 2-3 phút là đậu hũ của chúng ta nó sẽ kết thành một khối dẻo mịn như vậy nè cô bác anh chị. Rất là nhanh luôn. Như thế này là được rồi. Trộn nhân xong thì giờ Minh Thư đi dồn nhân. Minh Thư sẽ dùng một cái muỗng nhỏ, múc nhân và dồn vào trong lòng khổ qua như vậy, vừa dồn và vừa ém thật là chặt xuống. Dùng cái muỗng nhỏ, Minh Thư sẽ ép cho thật là chặt phần nhân xuống. Thì nhân của chúng ta tí nữa mình làm xong nó sẽ rất là chắc chắn luôn. Đó, ép thật là chặt như vậy. Với những cọng bún tàu thừa ra ly chia như vậy thì Minh Thư ngắt bỏ đi. Và làm cho cái phần nhân của chúng ta nó đừng có đầy tràn lên quá. Tí nữa mình đi nấu thì phần nhân của chúng ta nó nở ra nữa. Cho nên là chúng ta chỉ cần dồn cho bằng mặt của lát khổ qua thôi. Rất là đơn giản là Minh Thư đã dồn xong một miếng rồi. Giờ Minh Thư sẽ tiếp tục dồn cho hết phần khổ qua của chúng ta nhé cô bác anh chị. Cứ cho từng ít một phần nhân vào rồi mình dồn từ từ. Vừa dồn và vừa ép chặt thì cái nhân của chúng ta sau khi làm xong nó sẽ rất là chắc chắn luôn. Nguyên liệu thì đơn giản, cách làm thì cũng rất là dễ dàng luôn. Mà nhân của chúng ta vẫn rất là ngon đó cô bác anh chị. Chỉ cần là mình làm phần nhân hơi kỹ một chút là cái nhân của chúng ta nó sẽ dẻo chặt và cũng không thua kém gì so với món canh khổ qua mặn đâu ạ. Mỗi lần nấu canh khổ qua là Minh Thư lại nhớ đến những câu chuyện ý nghĩa về món canh này. Và có lẽ vì những ý nghĩa đặc biệt đó mà món canh khổ qua đã trở thành một trong những món canh không thể thiếu trong bàn tiệc cúng tất niên cuối năm của nhiều gia đình. Và cuối năm trong bữa tiệc tất niên thì nhà Minh Thư không bao giờ thiếu được món canh khổ qua này đó cô bác anh chị. Đây là những trái khổ qua mà Minh Thư đã nhồi xong. Giờ thì Minh Thư sẽ đi nấu canh. Đầu tiên là Minh Thư sẽ bắc son lên trên bếp, rồi cho vào trong son khoảng một muỗng canh dầu ăn. Chờ cho dầu nóng lên. Tiếp tục là Minh Thư sẽ cho bơ rô sắc lát vào và Minh Thư đảo đều, phi cho bơ rô của chúng ta vàng thơm. Khi mà bơ rô đã vàng và thơm rồi, giờ Minh Thư sẽ cho vào trong son khoảng từ 1 lít cho đến 1 lít 2 nước. Tùy là cô bác anh chị và các bạn mình thích là canh của chúng ta nó nhiều nước hay ít nước thì lượng nước cho phù hợp nhé. Minh Thư sẽ cho vào trong son là 1 lít 2 nước và sẽ đậy nắp lại, nấu cho nước của chúng ta sôi lên. Khi nước đã sôi lên rồi, nước sôi bùng lên như vậy thì Minh Thư sẽ không có cho khổ qua vào liền đâu. Minh Thư sẽ giảm về mức lửa nhỏ để cho nồi nước của chúng ta chỉ sôi liu riu thôi. Rồi Minh Thư mới cho những khúc khổ qua mà đã nhồi nhân vào.
cho vào lúc mà nước sôi liu riu như vậy thì nhân sẽ không có bị trôi ra ngoài, và nhân của chúng ta nó có thời gian nó sẽ kết dính chặt lại với nhau. Rồi Minh Thư sẽ cho hết những cái trái khổ qua của chúng ta vào, làm sao để cho nước ngập hết vào trong trái khổ qua. Rồi bây giờ Minh Thư sẽ để ở mức lửa nhỏ và Minh Thư nấu cho khổ qua của chúng ta chín mềm. Nấu canh khổ qua thì chúng ta có thể đậy nắp hoặc là không đậy nắp, đó là tùy ý thích của mình. Nhưng mà Minh Thư sẽ đậy nắp lại để cho khổ qua của chúng ta nó được chín mềm nhanh hơn. Và đây, sau gần 20 phút thì giờ nồi khổ qua của Minh Thư đã chín rồi. Để thử khổ qua mình chín chưa thì cô bác anh chị và các bạn mình hãy lấy chiếc đũa mình thọc vào trong khổ qua. Nếu mà chiếc đũa thọc lúc vào trong khổ qua là khổ qua của chúng ta nó đã chín rồi đó. Khi mà khổ qua của chúng ta đã chín mềm rồi, giờ Minh Thư sẽ nêm nếm cho nồi canh của chúng ta nó vừa miệng. Cô bác anh chị và các bạn mình hãy nêm gia vị cho vừa hợp với khẩu vị của gia đình mình. Và món này chúng ta có thể nêm thêm một ít tiêu nữa, bởi vì canh khổ qua thì rất hợp với tiêu. Nhưng mà tùy tình trạng sức khỏe thì hôm nay Minh Thư không có dùng tiêu, cho nên là Minh Thư không có nêm vào trong này. Còn nếu mà cô bác anh chị và các bạn mình thích thì mình có thể là nêm thêm một tí tiêu nữa để món canh của chúng ta thơm ngon hơn nha. Rồi khi mà nêm nếm đã vừa miệng rồi và khổ qua cũng đã chín mềm rồi, giờ Minh Thư sẽ tắt bếp và Minh Thư mang dọn ra. Và đây là thành phẩm canh khổ qua của chúng ta nè cô bác anh chị. Như vậy là đã hoàn thành rồi. Minh Thư sẽ sắc một ít ngò rí rồi Minh Thư nêm vào trong nước canh. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một tô canh khổ qua vô cùng thơm ngon hấp dẫn với những nguyên liệu cực kỳ đơn giản. Và đây là cách nấu canh khổ qua chay đơn giản nhất nhưng vô cùng ngon miệng. Những khúc khổ qua nhồi nhân vô cùng đẹp mắt và chắc chắn, nhân không bị rời rạc và cũng không có bị bể trong lúc mà mình nấu canh. Ở đây Minh Thư có chuẩn bị một khúc và Minh Thư sắn ra để cô bác anh chị mình cùng xem phía nhân bên trong nè. Canh còn đang nóng hổi luôn, nhưng mà phía nhân bên trong nó không có hề bị bể. Nhân vô cùng chắc chắn và rất là dai. Khi thưởng thức thì nhân sẽ có cái mùi thơm của đậu hũ và mùi thơm của nấm mèo, béo béo và dai dai. Có thêm bún tàu thì phần nhân lại giòn giòn sọt sọt, rất là ngon miệng và rất là thơm luôn đó cô bác anh chị. Như vậy là Minh Thư đã vừa chia sẻ xong chi tiết cách nấu món khổ qua nhồi nhân chay thơm ngon hấp dẫn để cô bác anh chị và các bạn có thể dễ dàng thực hiện ngay tại nhà. Công thức cực kỳ đơn giản nhưng món ăn lại vô cùng thơm ngon. Nhân khổ qua kết dính chắc chắn, đậm đà và rất ngon miệng. Nước canh khổ qua mang hương vị thanh đạm, lại ít đắng. Ăn canh khổ qua vừa ngon, lại vừa giúp đẹp da, đẹp dáng. Canh khổ qua là một lựa chọn tuyệt vời cho món canh trong một mâm cỗ cúng tất niên, hay đơn giản chỉ là làm món chay lạ miệng, thay đổi khẩu vị trong bữa cơm chay thường ngày. Minh Thư xin chúc quý cô bác, anh chị và các bạn thực hiện thành công món canh khổ qua chay với công thức vô cùng đơn giản mà Minh Thư chia sẻ ngày hôm nay. Và nếu yêu thích món ăn này, quý cô bác, anh chị và các bạn hãy like video để động viên tinh thần cho Minh Thư. Nhớ là đăng ký kênh Thực Dưỡng Mỗi Ngày để đồng hành cùng Minh Thư trong những món chay ngon cũng như là những món ăn thực dưỡng tốt cho sức khỏe. Minh Thư xin cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi hết video này. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video kỳ sau.